Tránh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần hóa chất Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Công ty này bị xử phạt tổng số tiền gần 990 triệu đồng vì gây sự cố chất thải cấp cơ sở và có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Theo cơ quan chức năng, công ty này đã có hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH 2 đến 4 trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m khối một ngày 24 giờ đến dưới 800 m khối một ngày 24 giờ. Ngoài ra, công ty cổ phần hóa chất Việt Trì bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 4 tháng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Đồng thời, công ty phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả trước ngày 30 tháng 6. Trước đó, hồi đầu tháng 1, Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường An Sinh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt 1,4 tỷ đồng vì có hành vi vi phạm thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.